Em xin kính chào quý thầy cô, em tên là Suy Nguyễn, mã số định danh của em là 2374 nhà 129. Bài học tâm đắc ngộ ra sau cái ngày thi ngày 17 tháng 7 năm 2023 là một cái ngày thi rất là đặc biệt. Tất cả mọi người đều chuẩn bị từ rất lâu, ôm đi ôm lại ba hệ quy chiếu chuẩn. Thứ nhất là công thức cội nguồn cuộc sống, thứ hai là tam giác hiện thực và thứ ba là cấu trúc con người. Thì em may mắn được bóc trúng cái đề tài là công thức cội nguồn cuộc sống. Em nghe nói là những cái đề tài này á là rất ít người bóc được cái đó. Cảm ơn cái tổng nghiệp đã cho em cái đề tài mà em cũng đang khao khát mong muốn có được những cái hình ảnh tốt đẹp trong cuộc sống về những cái người xung quanh, như con cái của mình hay là cái người phối ngẫu của mình, hay là tiền tài chánh của em. Thì em cũng đang thu thập những cái hình ảnh tốt đẹp xung quanh của mình để mà giúp cho cái sức khỏe, mối quan hệ tài chánh và nội tâm của mình được tốt hơn. Và nghe thấy nói biết cho nên là các bạn cũng chúc mừng em có được cái đề tài đó, cũng như ban giám khảo thầy cô cũng chúc mừng. Và qua cái buổi thi này thì tụi em thấy rằng là trong cái kiến thức mình học đó, thì ngoài cái những gì thầy thầy dẫn dắt, thầy chỉ bảo chúng em, chỉ điểm cho chúng em, thì những cái buổi ôn thi đó giúp qua thảo luận, đặt những cái câu hỏi nghi vấn để mình ngộ ra, thì tụi em càng thấu suốt được nhiều điều hơn từ những cái bài học của thầy, chứ không có nằm ngoài cái khuôn khổ đó hoặc là chế ra cái gì. Nhưng mà thật sự là hỏi với nhau thì những cái gút mắc được giải tỏa nhiều hơn và mình thấy mình sâu sắc hơn được cái kiến thức của thầy. Qua thủ đắc, qua chia sẻ trên Zoom, rồi trao đổi học tập, hội họp. Thật sự ban đầu là em rất là căng thẳng, rất là sợ luôn, tại thấy cái sức học của mọi người không thể nghĩ bàn luôn. Rất là sợ, tại vì mình đang ở Việt Nam đó, mình travel, cho nên là cái thời gian tập trung 100% của em thật sự là không có, mà em cũng cố gắng hết sức. Và được sự động viên của nhà 129 cũng như là quý thầy cô trong suốt cái quá trình ôn tập, thì em cũng đã hoàn thành được ba cái đề tài của cái hệ quy chiếu chuẩn, khái niệm nguồn của nguồn. Học hỏi được rất là nhiều điều luôn. Thi thì cũng em là người đầu tiên buổi sáng đi thi, thì vì ngày đó là một cái ngày đặc biệt của em nữa trong đời, đó là ngày sinh nhật của con gái em. Ngày 17 tháng 7 năm 2007 rất là đặc biệt luôn. Và nó dồn lại nhiều việc. Thứ nhất là sinh nhật bé, thứ hai là vừa thi, rồi thứ ba là vì sinh nhật bé là em đặt cái tour đi với miền Tây trước đó rất là lâu rồi. Em cũng nghe là thi vào giữa cuối tháng 6 cho nên là em đặt giữa cuối tháng 7 cho nó an toàn, nhưng mà vẫn trúng cái ngày thi. Và tổng nghiệp cũng cho em hoàn thành được cái bài thi của mình một cái cách tự tin. Và trình bày đầy đủ. Rất biết ơn với thầy cô. Và qua cái buổi thi thì tụi em cũng gắn kết với nhau hơn, yêu thương nhau hơn và chứa đựng nhau nhiều hơn. Và cũng ráng sắp xếp một cái ngày offline, vì hiện giờ em đang ở Việt Nam, sắp trở về lại nơi mình sinh sống là ở nước ngoài, cho nên là nhà 129 cũng sắp có một cái buổi offline thân mật gặp nhau sau buổi thi. Dạ biết ơn với thầy cô, biết ơn tổng nghiệp đã cho em đến với ngôi nhà quýt, cũng như gặp được những cái người bạn đồng học, đồng ngôn đồng hành, cũng trở thành những cái người trong một gia đình của mình. Rất biết ơn ạ. Em cảm ơn thầy.